Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn làm vòng tay nha. Hôm nay vòng tay của mình sẽ có từ quả bóng bàn. Bây giờ mình sẽ bắt đầu làm nhé mọi người. Mọi người theo dõi mình làm nhé. Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn làm vòng tay. Và vòng tay hôm nay của mình sẽ có từ quả bóng chuyền. Bây giờ mình sẽ bắt đầu làm nhé. Các bạn theo dõi mình làm nha mọi người. Đầu tiên là mình sẽ xỏ màu xanh lá, mình sẽ xỏ màu xanh ngọc đi. Mình sẽ bắt đầu với màu hồng nha. Đây là phần màu hồng của mình nha mọi người. Đây là màu hồng của mình nha. Giờ mình sẽ tiếp tục với màu vàng. Đây là màu vàng của mình nha mọi người. Mọi người ơi, đây là màu vàng của mình. Giờ mình sẽ tiếp tục xỏ màu xanh nha. Mọi người ơi, mình sẽ xỏ màu xanh lá cây. Màu xanh lá cây mình đã xỏ xong nha. Đây là phần lá cây của mình đã xỏ xong nha mọi người. Tiếp theo là mình sẽ xỏ hạt chữ nha. Mọi người ơi, mình sẽ xỏ hạt chữ bây giờ nha.
Mọi người ơi, chiếc vòng của mình sắp xong rồi nha. Đây là chiếc vòng sắp xong của mình nha mọi người. Mình trang trí thêm thôi ạ. Chiếc vòng của mình đã hoàn thành rồi này. Video của mình đến đây là kết thúc nha. Nếu các bạn thích thì có thể cho mình một like, một chia sẻ và một đăng ký kênh nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo nha. Các bạn ơi, đây là chiếc vòng của mình. Chiếc vòng của mình đã hoàn thành rồi nha. Video của mình đến đây là kết thúc. Nếu các bạn thích thì có thể cho mình một like, một chia sẻ và một đăng ký kênh nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo nha.